Ta vào đá núi làm xương rừng mơ đồi mận vườn đào chuẩn chân ngõ ngựa lên đèo Nam Ma bồng bềnh mây trắng nhìn xa tam đường trung dũng bao la nông trường chè xanh hoa trái lúa lương bậc thang trải thảm ngát hương cánh rừng ta dùng vàng bó yêu thương ghé thăm tứ quán đã từng đặt chân chợ phiên phong thổ đây rồi sân bay còn có ai ngồi ngắm trăng ngược lên lập cái vùng sang cổng cho được là một nước không có cánh sạn cái chính vì vậy khi mà trở lại chính trường xưa thì tôi rất là cảm xúc những cái cảm xúc đó thì nó thể hiện bằng mấy cái từ tôi không phải hôm nay đọc lại bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm bài ca bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya có một bài ca không bao giờ quên là mẹ dõi bước
con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xưa. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả. Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương, nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca với cả cuộc đời tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng.